Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại TOTA Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu sơ bộ về chiếc xe TOTA Vios và chính sách và giá bán của các phiên bản TOTA Vios. Trước mặt chúng ta đây thì là phiên bản TOTA Vios G. Sang tháng 11 này thì theo dự thảo sẽ có chương trình giảm thuế từ nhà nước. Ngoài ra thì trong tháng 11 cũng có một vài gói hỗ trợ về thuế trước bạ cũng như là tặng phụ kiện và bảo hiểm cho xe Vios. Vios được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn. Trước mặt chúng ta đây là phiên bản G số tự động màu xám. Giá niêm yết lần lượt cho 3 phiên bản là bản G là số tự động cao cấp. Trước mặt chúng ta đây thì là có giá niêm yết là 581 triệu hiện tại trong tháng 11. Hiện tại là bên em có một gói hỗ trợ trị giá 55 triệu đồng, trong đó có cả tiền mặt và phụ kiện, có thể quy đổi sang tiền mặt. Còn bản E số tự động là bản số tự động tiêu chuẩn, có giá niêm yết là 531 triệu, có hỗ trợ là 50 triệu đồng cả tiền mặt và phụ kiện, có thể quy đổi sang tiền mặt. Còn bản cuối cùng là bản số sàn là có giá niêm yết là 478 triệu, có hỗ trợ giống như phiên bản E số tự động. Tổng khuyến mại sẽ rơi vào khoảng 50 triệu đồng cả phụ kiện và bảo hiểm. Trong tháng 11 này thì nếu mà khách hàng có thể đặt xe trong thời điểm hiện tại sẽ được nhận ưu đãi kép về thuế, ngoài giảm giá thuế từ nhà máy thì được hưởng thêm cái ưu đãi thuế từ nhà nước. Nếu mà tính ra một chiếc xe sau khi cấu thành xong bản E thì sẽ rơi vào khoảng 500 triệu, còn bản E số sàn rơi vào khoảng 500 triệu, còn bản E số tự động thì hơn một chút thôi, khoảng tầm 520, còn bản G số tự động thì rơi vào tầm 570. Vừa rồi thì em đã giới thiệu qua về cái chính sách bán hàng. Còn nếu mà anh chị nào ở Bắc Ninh hay là ở những cái tỉnh chưa có đại lý như là Lạng Sơn, Cao Bằng thì có muốn tham khảo cụ thể về giá bán trong từng thời điểm và cái nhu cầu về trả góp, có thể liên hệ với em qua hotline em để trên màn hình. Về vấn đề trả góp thì bên em hỗ trợ tối đa đến 80 đến 90% giá trị xe và trả góp tối đa trong vòng 7 năm. Có nhiều gói ưu đãi cụ thể cho từng khách hàng và từng nhu cầu tài chính, thì để tư vấn cụ thể hơn thì anh chị cứ vui lòng là alo em qua cái số điện thoại em để trên hotline. Xin phép chào anh chị và hẹn gặp lại.